Kính bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát nào có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thì chư Thiên, Đế Thích, Đại Phạm Thiên Vương, Chủ Thế Giới, vân vân cùng nhau kính lễ, cung kính cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Phật bảo thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào thử thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thì chẳng những thường được chư Thiên, Đế Thích, Đại Phạm Thiên Vương, Chủ Thế Giới, vân vân cùng nhau kính lễ, cung kính cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, mà Đại Bồ Tát này cũng được trời Cực Quang Tịnh hoặc trời Biến Tịnh, trời Quảng Quả, trời Tịnh Cư và trời Rồng A Tố Lạc vân vân khác cũng đều kính lễ, cung kính cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Đại Bồ Tát này thường thực hành Bát Nhã Ba La Mật Na sâu xa như vậy, cũng được tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng Đại Bồ Tát ở vô lượng vô số vô biên thế giới trong mười phương thường hộ niệm. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này thường thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, tức là làm cho tất cả công đức căn lành mau được viên mãn. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào thường thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, thì thường được chư Phật và chư Bồ Tát cùng các trời rồng A Tố Lạc vân vân nhớ nghĩ bảo vệ. Nên biết Đại Bồ Tát đó là người đi đúng chỗ chư Phật đã đi, cũng tu hành đúng hạnh Phật đã tu hành, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này đã được không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tất cả quân ma và các ngoại đạo, bạn bè xấu ác vân vân chẳng thể làm chướng ngại được. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này tâm của họ vững chắc hơn kim cang. Giả sử các loài hữu tình trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên đều biến thành ma, mỗi một ma này lại hóa ra chừng ấy ác ma. Các ác ma đó đều có vô lượng vô số thần lực. Các ác ma đó dùng hết thần lực của mình cũng chẳng thể làm chướng ngại được Đại Bồ Tát này thực hành được Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hoặc thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã đắc phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa, biết tất cả pháp bất khả đắc vậy. Lại nữa, thiện hiện, để việc các loài hữu tình trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên đều biến thành ma qua một bên, giả sử tất cả hữu tình ở thế giới chư Phật nhiều như các sông Hằng trong mười phương đều biến thành ma, các chúng ma này lại hóa thành chừng ấy ác ma, các ác ma này đều có vô lượng vô số thần lực. Các ác ma này dùng hết thần lực của mình, cũng chẳng thể làm chướng ngại Đại Bồ Tát này thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hay thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề được. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã đắc phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa, biết tất cả pháp bất khả đắc vậy. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào thành tựu được hai pháp thì tất cả ác ma chẳng thể làm chướng ngại, khiến không thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hay thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Hai pháp đó là: một, chẳng bỏ tất cả hữu tình; hai, quan sát các pháp đều không. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào thành tựu hai pháp thì tất cả ác ma chẳng thể làm chướng ngại, khiến không thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hay thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Hai pháp đó là: một, làm đúng tất cả như những gì đã nói; hai, thường được chư Phật hộ niệm. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thì các thiên thần vân vân thường đến lễ kính, gần gũi cúng dường, thưa hỏi khuyến khích, thưa thế này: lành thay đại sĩ, ngài thường thực hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, có thể làm nơi nương tựa cho tất cả hữu tình không có nơi nương tựa, làm chỗ quay về nương tựa cho kẻ không có chỗ quay về nương tựa, làm người cứu hộ cho kẻ không có người cứu hộ, làm chỗ hướng đến cho kẻ không nơi hướng đến, làm nhà cửa cho kẻ không nhà cửa, làm hòn đảo cho kẻ không hòn đảo, làm ánh sáng cho kẻ mù tối, làm tai mắt cho kẻ điếc đuôi. Vì sao? Thiện nam tử, vì nếu thường an trụ phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tất cả ác ma chẳng thể làm chướng ngại được. Hết quyển thứ 553.